Không đều uống cà phê, trong tiếng Trung có cách nói là không đều, có nghĩa là có người uống, có người không uống. Hay nói không đều uống cà phê. 不都喝咖啡. 不都喝咖啡. Họ không đều uống cà phê. 他们不都喝咖啡. 他们不都喝咖啡. Hãy thử nói, họ không đều uống cà phê. Bố uống cà phê, mẹ không uống. Họ không đều uống cà phê. Bố uống cà phê, mẹ không uống. Tha mèn bù tâu khơ cà phê. Bà bà khơ cà phê, ma mà bù khơ. Tha mèn bù tâu khơ cà phê. Bà bà khơ cà phê, ma mà bù khơ. Bây giờ hãy thử nói, được, chúng ta đều uống cà phê. Ở đây từ được chính là từ khảo, trong, ní khảo hay ní khảo mà. Được. Họ. Họ. Hay nói, được, chúng ta đều uống cà phê. Họ, 我们都喝咖啡. Họ, 我们都喝咖啡. Hãy nhắc lại, anh trai, em trai. 哥哥弟弟. Hãy thử nói, bố mẹ bạn không uống cà phê à? 你爸爸妈妈不喝咖啡吗? 你爸爸妈妈不喝咖啡吗? Họ đều không uống cà phê à? ¿他们都不喝咖啡吗? 他们都不喝咖啡吗? Trong tiếng Trung ngoài cách hỏi ma còn có một cách hỏi là bận hay không bận. Máng bù máng. Khỏe hay không khỏe. Hảo bù hảo. Đây là cách hỏi chính phản. Thay vì hỏi bạn khỏe không? Ni hao ma? Bạn có thể hỏi là bạn khỏe hay không khỏe? Ni hao bu hao? Ni hao bu hao? Bạn bận hay không? Ni mang bu mang? Ni mang bu mang? Anh trai bạn bận hay không? Nhì cưa gờ máng bù máng. Nhì cưa gờ máng bù máng. Hãy thử nói, anh có cần cà phê không? Hãy hỏi chính phản. Nhì yào bú yào cà phê. Nhì yào bú yào cà phê. Hãy chú ý từ bù khi đọc cùng yào, đọc thành bú yào. Từ bù vốn là thanh 4, khi đi với một thanh 4 khác, nó đọc thành thanh 2, đọc thành bú. Ví dụ, bú yào, đọc thành bú yào. Không cần. Bú yào. Không cần cà phê à? Bú yào cà phê mà. Bú yào cà phê mà. Cần hay không cần cà phê? Yào bú yào cà phê. Yào bú yào cà phê. Anh có uống cà phê không? Dùng từ yào và hỏi chính phản. Nǐ yào bú yào cà phê? Nǐ yào bú yào cà phê?